Cha con. Mẹ. Mẹ. Đi tiếp. Đi tiếp mày, đi tiếp mày. À, quá trời nặng này. Hello. Chào buổi trưa cả nhà. Trưa hôm nay mình sẽ quên nữa. Chào mừng cả nhà đến với kênh của Hải nè. Trưa hôm nay á mình sẽ giới thiệu cả nhà cái xem qua cái quá trình mà mình chăm những cái chú chó con Phú Quốc nó như thế nào. Và mình mô tả sơ bộ về tại mình khám phá thấy cái khi mà có được bài chó con rồi đâu á mới thấy tụi nó cưng cỡ nào. Phải chăm tụi nó cực như thế nào. Rồi mình bắt đầu mình quan sát những cái cách sống của tụi nó, rồi cái những cái hoạt động mà lúc những chất chưa mấy đứa cho con từ lúc mới sinh tới bây giờ khoảng một tháng mấy tuổi thì cả nhà xem qua nha. Mình sẽ thay ca ra cho hai bầy, bầy con của con cà phê. Một buổi nó sẽ ra ngoài đất tại vì có một cái bội một à. Thì nó ra đây á thì mẹ nó không cho nó bú được thì cho ăn cháo hoặc là uống sữa. Mua hai bịch sữa bò tươi. Bịch 7.000, hai bịch 4.000. Là xong hết trơn rồi đó. Còn yếu xíu. Là trung bình nếu mà cho nó mấy cái bầy cho con bú uống sữa thay sữa mẹ thì một ngày á thay chắc phải 4 đến 5 bịch, không 4 đến 6 bịch. Tụi nó bú, thấy tụi nó đòi bú liên tục. Con nít mà à, còn cháo thì một gói 2.500. Thì một ngày có thể cho ăn được 2 bịch cháo hoặc 3 bịch cháo. Một tuần thay phiên cho tụi nó uống sữa. Thì bây giờ là cái bầy con của cà phê nó sẽ ở ngoài trong cái lồng ở ngoài đất nè. Cho nó làm quen với hơi đất. Xong rồi lát chiều trưa thế giờ nó vô và đưa cái bầy dợn ra ngoài này sẽ cho cà phê cho mấy con này bú. Đến đào tẩu hả mày? Mày đến đào tẩu hả? Con kia đến đào tẩu hả? Cố tình để gần mấy cái cây để cho tụi nó cắn nhai cây đồ mà nó hơi xử rồi. Con mật này nó giống con cà phê mẹ nó nè. Mà nó cao nhông mà, chân cẳng gì da thon thuộc luộc à. Không biết có lai ngựa không nữa. Hả con? Cao nhà. Cao nhông, eo thon. Rồi ngủ đi. Nguyên buổi sáng là nó là chí ché hết trơn á, đói mà. Nó tụi nó sẽ cắn nhau như vậy đó, giống như những bài học mà luyện võ của tụi nó. Nó cắn nó giật lộn, nó quýnh lộn nhau. Răng thì mới có đã lắm. Rồi liếm nhau nữa, đó là những bài tập bản năng sinh tồn của tụi nó. Có một điều ha, để cho tụi nó tự mấy ngày đầu á
cho uống sữa rồi cho uống nước, trời ơi con nào con nấy hả, nó dính nước dính sữa, nó chồm chân vô trong cái thố nè, rồi lông lá rồi rửa cho nó, tắm cho nó sạch sẽ mà nó không có làm sạch được lông, đưa cho con mẹ nó vô thì con mẹ nó mới liếm là lông trắng phao hết trơn. Thôi ngủ trưa đi tụi con. Giảm gì hả, ngủ dậy đó hả? Đây mấy đứa mà con của con cà phê nè, cà phê ba sàm ba láp nè, mày đừng có xạo hung dữ hung hăng nè, mấy cái con của nó nè, bự gần gấp đôi mấy con vện qua đây. À đây là con đốm, con đốm có sấy, cái này bằng bằng sấy thôi, giống giống cái đường sấy thôi. À, hai hai ca nhau, buổi sáng thì cho bài này ra ra tung tăng ở phía sau, còn cái bài kia thì mẹ tôi nó ẵng rồi. Ê cắn cái gì hả, hửi liếm láp cái gì mấy con này hả? Gió mát quá trời mát. Chó Phú Quốc. Đây chó Phú Quốc chuẩn kìa. Là những cái con mà đẹp. Dện nha, dện lửa, lông sát da. Là chó Phú Quốc. Rồi cái thứ hai là đuôi dựng lên đuôi cờ. Đó, cái thứ ba là sấy dọc sống lưng. Cái thứ tư là lưỡi đếm và cái thứ năm là có màng bơi. Đó là những cái đặc điểm. Rồi, dính cứt. Đó, đuôi cờ và da nó sát, thân hình nó thon gọn, ngực nở eo thon. Rồi đây là bầy con của con lu con vàng, trong đó có ba con vện bình lửa và hai con bình thường, thì tức là bầy nó tới 8 con ngày hôm trước tụi nó đang cắn lộn, con lu cắn lộn với con chó mực con phơi cà phê ở trong cái ổ của con lu, con cà phê đi qua chết một con lúc mới về đẻ được 1-2 ngày. Thì mấy vừa rồi á, hai bài để chung, hơi tiếc là thả ra thì con của con lu á là con bài này nè, nó thấy con cà phê là con chó mực đen, tưởng là mẹ nó là nó bú, thì con cà phê đó nó đẻ xong nó đổi tính đôi nết, nó cho bú rồi nó xong nó quay lại thấy không phải con nó, là nó cắn sáng ra thấy một con thì gãy của cút trên tù vụ vẫn còn nằm trọng thương trong kia. Rồi mấy ngày sau nữa thì cứ thấy là cho nó cũng cho bú, ai về sáng ra gặp một đứa con của con lu nó bị nằm chết nữa, cho nên nó là bây giờ phải nghĩ đến khi mà thả tụi nó đi ra không cho con cà phê lại, giờ còn được đây 5 con, nhưng một con kia nó 6 con thì chết được 2 con rồi. Đây cắn xé hả, cái bầy mấy con vện nó nhỏ hơn con của con mẹ nó bự, bầy mấy con kia á, mấy con kia là con của cà phê là con chó mực nó nhỏ con, nhưng mà mấy đứa con nó lớn hơn, mấy con này nó nhỏ con hơn cái bầy kia, nhưng mà nó mạnh lắm, nó mạnh. Bây giờ con mẹ nó giờ hết dám cho bú rồi, chạy vô bị nó tụi nó địch cái là chạy mất tiêu rồi. Đó, nó con nó giữ vậy. Đây là bản năng chó Phú Quốc nè. Cái gì? Hả? Không giữ hả? Những cái con mà thuần chủng á thì nó có tay nó dựng nha, nhưng mà chó con thì nó chưa có dựng nổi lỗ tai đâu. Cho nên bây giờ mình chưa biết được là con nào nó thuần chủng. Đây là những bài tập của nha, chó con. Và đặc biệt chó Phú Quốc thì nó rất là mạnh. Đó. Đây là con cái vện duy nhất. Con trùng bày thấy nó có mạng bơi. Còn mấy con kia thì không có. Nó là con bự nhiều con nhất. Dữ hả mày? Hả? Hả? Cái gì? Ghê không? Này cùng như vậy nói, nhưng mà con này là con cái hay con đực vậy? À này con đực cái nhỏ con nhất, còn con cái vợ anh đằng kia nữa, cái bà này bà có mần bơi nữa, bự con thì chắc phải giống cha cho vợ anh này nè, ghê không? Thật ra khi mà có hai con chó mẹ đẻ ra một hai bầy chó con rồi thấy nó cực cỡ nào, không thả thì thôi, không thả ra thì nó chí chế trong cái góc của tụi nó, coi là cái ổ đi, tụi nó ỉa đáy lùm la, chứ xong nó cuộn lại chồng với nhau ngủ,
mà thả ra rồi nó chạy gì nè, tứ tung cho cái đáy nó ỉa tùm lum hết. Mà thả con mẹ vô á thì con mẹ nó sẽ dọn những cái này, mà càng lớn thì cái phân của tụi nó có mùi nặng quá rồi, nên con mẹ cũng sợ rồi, có cái dọn được cái không. Mà nhỏ là mấy con cho con á, mà thấy á nó đáy ra nó ỉa nước đáy phân rồi là con mẹ dọn sạch hết, ăn nó liếm sạch trơn. Còn bây giờ mà con mẹ hết chơi là mình dọn, cách ngày hai ngày mình phải dọn, chứ mình không dọn là mình đi ra vô là mình dậm tè lấy hột mẹ hết. Chưa cái việc mà cho ăn nha, cho con mẹ vô bú phải canh chừng, không canh chừng nó phải cho ăn, mà cho ăn thì nó thôi nó thấy đường chưa đỏ cái nó dậm vô cái thố cháo, cái bịch cháo đỏ nó dậm vô rồi con nào con nấy như con mèo vậy đó, vừa hay vừa hùa. Mà có con mẹ là con mẹ mới liếm sạch sẽ lông lá, còn mấy bữa mà mình nhốt rồi không cho con mẹ vô đó. Thì thôi con nào con nấy là lông lượn như là mèo luôn, vừa hay vừa hùa, tắm rồi cũng dơ. Nó không biết cà phê đó. Mẹ của cái bầy mình đang ký chiếc ché trong góc đó, cà phê nó nhỏ con nó dám giúp con luôn. Đây mày con cà phê nè, bự hơn mấy con bầy dệt, nhưng mà bầy cà phê lại có chỉ mỗi đúng một con có sấy thôi, còn lại năm con không có sấy, nó bự con. Cà phê hay con mực ngoài này nó nhỏ mà xíu con, mà nó mực mà nó đang tươi luôn, nó đang mở cái gì cho phi thấy là con mắt đó, con đêm nó mà tươi cái là đúng là châu phi. Nhưng mà nó đẻ rồi nó đổ tính tôi đó, nó dữ quá nó dám giúp con luôn, bữa trước nói con luôn cắn rồi xong chết con luôn, buông rồi nó không buông đó, nó cứ dí tới bánh luôn mà nhắm tới năm luôn, luôn là bự gấp đôi đó luôn. Mẹ nó vợ này thì cái trận sinh tử lửa của tụi nó lúc mà hai con mới đẻ cách nhau 2-3 ngày, con cà phê đi qua ổ con luôn, rồi luôn dứt lại, dứt lại xong lấy luôn, xong mình can mình lấy nước mình tạt đâu 4-5 lần, mình lấy cây mình tập, mình càng đập nó càng căng. Từ bữa đó là cái khóc mắt con luôn máu không, nó chui vô ổ con luôn, mình phải tạt nước cho văng ra thì có thể con bị chết. Con đó là con không có sấy của nhân bạn luôn đó. Thôi giờ sơ bộ đi, xong rồi lát nữa cho tụi nó hoạt động đi, rồi sáng ra mình sẽ đưa nó ra ngoài cho nó ra ốc cái bộ gà ngoài đất á cho nó quen hơi đó. Mà ngày cho tụi nó ra, mình thả cái bầy của cà phê cho tụi nó chạy nhảy trong đây, cho cà phê vô. Tại bây giờ là không có dám cho cà phê vô, cà phê vô mấy bà này bà tưởng nó mẹ bà bú cái là con cà phê nó dứt nữa, nó dứt nữa, nó cắn nó chết mấy con này đó nè. Một con nạn nhân này nè, trời ơi, bữa trước cái ông tự nhiên đâu thả chung cái đưa ra cái ông nằm co ro cu rú, mình thấy chưa gì hết, cái đầu hai bữa sau nó sưng lên cái cổ rồi nè, tụi nó nghĩ đôi chút thôi thớt rồi hết, mấy bữa nay cục cổ nó mềm lại rồi, bữa trước cứng ngắc rồi, thì cú gì đó. Để chung là bị mấy ông ngồi đi giật mà. Rồi đi cà phê thả mấy con này ra thì cà phê nó sẽ xử. Nếu mà dí nó cắn, dí nó bú nó. Con cu dân đực này á thì nó tướng nó lại giống mẹ nó, ngực nở eo thon nè. Đúng rồi, đặc điểm giống quốc thêm một cái nữa là ngực nở eo thon. Mình sẽ thấy ngực nở eo thon lại. Thì con lưu á là để nữa là sẽ thấy cái hình ảnh của con lưu lúc mà còn nó chưa có con là nó ngực nở eo thon. Còn cái con dẫn này á, dẫn cái này nè là nó không có ngực nở eo thon nè, nhìn là bả đô con bả bự mà nhưng bả giống không? Nhìn đặc điểm nè, chó đất liền với chó Phú Quốc này nó sẽ hơi khác. Đây ăn chắc ngực nở eo thon, còn cái bà này thì chắc bả hơi lai bớt rồi mặc dù bả có mạng bơi. Con này với con dẫn này với con dẫn cái đằng kia là ba con ngực nở eo thon. Còn cái con lỗ tai su nằm ở đó là con nó hơi màu lây và vàng phèn rồi, nó không có sấy. Nó là một trong hai con không có sấy trong bầy của Lu. Con những cái này là mình hình dung ra vậy. Cái tướng này là cái tướng như sẽ giống tướng bị rơi, không biết có lại được rơi không ấy trời. Hai con, cha mày nó bị rơi không? Lu mà đếm nó không nhà Lu được chó Trung Quốc, nó chỉ có cái là lông nó không có sấy thôi, chứ lưỡi không có đếm thôi. Ngoài trừ hai đặc điểm đó, còn lại cái đặc điểm khác nó được chuẩn cho chó Phú Quốc đó, nó lựa giống, nó lựa da dợn vậy, cái gì mà được chơi như vậy á, cho nên nó là nó da giống được, giống đẹp. Hey, con kia. Tam chỉ chỗ thùng xanh nè, nó đang nó là cái con mà nó chạy nó ói ọc sữa, nhưng mà thấy chạy nó vũ cái miệng nó giống như kiểu mất xương vậy đó, nó quay lại xong nó ói ọc lại chào cái mấy dũng này, xong nó qua tới mấy dũng đó, ba chị nó xử ăn dũng đó của nó, rồi xong thì nó qua đó nó làm dũng của nó nữa, hai dũng, rồi nó dên dứt đây nó đây ăn ói hồng tiêu gì, dẫn hết rồi chạy ói ọc sữa. Ăn khuya. Cái bịch gấu đỏ còn bây giờ anh nhà ta tại tụi bay bú mạnh quá nó sợ nên tụi bay bị suy dinh dưỡng.
Thôi như vậy con đi em bên bảo vệ bên kia. Em khuyên cái bài này nó đẻ sao cái bài kia có khoảng 3 ngày. Bài kia muốn gần gấp đôi cái bài này. Cũng không gấp đâu nha. Tại vì bài này lông nó sát mịn nhưng mà nó nhỏ. Bài kia lông nó lông chó bình thường. Nên nó lông nó phùng ra nó mới sát da. Nên nhìn thấy kia bự hơn mấy con này nhiều. Chào cả nhà nhé, mình là Hải Anh à. Nhớ bấm đăng ký kênh để cập nhật những video về du lịch, văn hóa, ẩm thực thường xuyên.